Dự báo là nhiều khả năng xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ bắt đầu vào giữa hoặc cuối tháng 12. Như vậy là xâm nhập mặn có thể sẽ đến sớm hơn và thêm vào nữa thì mức độ cũng sẽ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Vâng, có thể nói là có thể tính đến 43.000 hecta cây ăn trái ở một số tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, hay là 38.000 hecta lúa tôm ở Kiên Giang có thể bị ảnh hưởng. Còn Cà Mau thì nguy cơ thiếu nước. Các chuyên gia khuyến cáo các địa phương cần lưu ý là tích nước sớm để sử dụng trong suốt mùa khô. Vụ đông xuân 2023-2024 cũng cần xuống giống sớm, sử dụng các giống lúa ngắn ngày. Khu vực bán đảo Cà Mau cần thực hiện đắp đập tạm, nạo vét kênh mương trước khi mùa mưa kết thúc. Vâng, bà con có thể tranh thủ những ngày mưa nhiều như hôm nay để tích nước. Dự báo là chiều nay mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn ở miền Tây như là An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang. Lượng mưa có điểm sẽ vượt 50mm. Bằng thực tế, trong rất nhiều năm qua thì hạn mặn xuất hiện đã khiến cho hàng nghìn hecta trồng cây ăn trái nhiều địa phương tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị chịu thiệt hại. Và với việc chủ động các biện pháp ứng phó hạn mặn từ sớm thì sẽ góp phần giảm thiểu phần nào mức độ ảnh hưởng của hạn mặn. Vâng, rõ ràng là như vậy, khi mà nỗi lo thiệt hại hạn mặn thì đang dần được vơi đi khi mà các địa phương đang đầu tư xây dựng nhiều công trình thủy lợi quy mô lớn hơn, kiểm soát triệt để việc mặn ngọt để phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Vùng chuyên canh sầu riêng nổi tiếng miền Tây thuộc tỉnh Kiên Giang là một trong những điển hình. Cống Âu Nguyễn Tấn Thành, cống ngăn mặn lớn thứ hai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chỉ sau cống Cái Lớn, Cái Bé, đang hoàn thành hơn 45% khối lượng công việc. Theo ban quản lý dự án, công trình thi công vượt tiến độ kế hoạch là 4 tháng. Các trụ đập và âu thuyền hiện đã cơ bản hoàn thành, cửa tự động cũng sẵn sàng xuất xưởng. Dự kiến đầu tháng 2 năm 2024 sẽ hoàn thiện đưa vào vận hành. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo chỗ đơn vị thi công là sớm hoàn thành những cái mốc quan trọng, ngăn mặn được cái mùa mặn 2023-2024 để bảo vệ nhà máy nước cung cấp cho thành phố Mỹ Tho và cũng như bảo vệ cho toàn bộ sản xuất vùng hưởng lợi của công trình. Tiền Giang là địa phương chịu ảnh hưởng nặng của tình trạng xâm nhập mặn. Hoàn thiện hệ thống đê bao ngăn mặn trữ ngọt tạo niềm an tâm lớn cho người dân. Ở trên có đầu tư kinh phí đó, thì khép kín bảy con kênh đó, thì nhân dân mà giá sầu riêng cái này thì nhân dân ổn định về vấn đề tài mà nước mặn. Bởi vì mình ngăn được nó thì mình bơm nước tưới thì coi như không thiệt hại. Cùng với năm cống khác thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại đầu các kênh rạch ra sông Tiền thuộc tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành giai đoạn 1, có thể tạm thời vận hành khi độ mặn sông Tiền tăng cao. Phương án ứng phó hạn mặn phức tạp cũng được dự phòng. Chúng tôi sẽ đóng cái cửa Na Sen ở Âu Thuyền đoạn 3, làm cái đập thép ngăn mặn toàn bộ. Nếu trường hợp mặn lên sớm mà chưa lắp đặt được cửa như dự kiến là đầu tháng 2 năm 2024. Hàng loạt cống ngăn mặn, trữ ngọt đã hoàn thiện giai đoạn 1. Các địa phương giang sông Tiền của tỉnh Tiền Giang không còn lo ngại nhiều đến chuyện thiếu nước phục vụ sinh hoạt sản xuất. Dùng chuyên canh sầu riêng nổi tiếng miền Tây sẽ được bảo vệ an toàn trước mùa hạn mặn tăng cao.